Hiyo, what's up anh em? Ok, what's up trở lại anh em. Ok, mà cứ như tôi đề đây, hôm nay nói chung là đi mở cái gói 117 con sốt lại nha anh em. Ok, nói chung là cũng đã tích cũng khá là lâu rồi, và gói 120 sân khách nữa, và mở gói 118 hero kia của ngày hôm nay. Nói chung là game cập nhật qua cho chúng ta quà khá là trình sò, cho nên gói đó để ngày mai nha anh em. Vòng quà mấy kèo đập thẻ đó, mấy kèo đập thẻ của anh em quên nói chung. Ok, và vấn đề gọi là kèo đập thẻ đó nha anh em. Thật sự là hôm nay khá là bận, mấy hôm nay khá là bận rộn, cho nên là mở gói thôi nha anh em. Còn mấy kèo đập thẻ chắc hẹn anh em mấy bữa khác nha. Anh em đừng có kèo cứ gửi nó đi anh em ơi, mình sẽ đép nha anh em. Anh em đừng có thấy mình đép lâu quá anh em ngứa ta anh em đập nha. Ok, anh em cứ để im nó đi, mình sẽ hú anh em thôi. Anh em đợi mình hú và nói chung là chờ đợi là hạnh phúc nha anh em. Ok, anh em cứ để đó và mình sẽ đép và mình sẽ làm cho anh em nha. Vâng, nói chung là mình phải đi mở mấy cái gói này đi đã rồi kèo đập thẻ tiếp nha anh em. Gói khá là ngon và đẳng cấp. Và nói chung là hôm nay thì bằng gói đó thôi, 117 và 120 và kèo C7 cùng 8 2000 tỷ World Cup bên sân khách khá là căng thẳng, có người anh em hiếu nha anh em. Ok, nói chung là vào clip thôi, nói chung là chúc anh em xem clip vui vẻ. Ok, ok, trước khi đi thì mình có một số ý kiến muốn hỏi anh em nữa nha anh em. Vâng, vẫn là câu chuyện về thay đổi vị trí, một số vị trí cho đội hình Real Madrid 2017 của mình nha anh em. Ok, rồi sớp cái này ơi. Vâng, có mấy anh em là nói là kêu mình là để qua đang World Cup đợi, bởi vì nó khá là ngon anh em ơi. Nói chung là cũng thấy vậy anh em à, AI nó ngon quá anh em ơi, thật sự luôn. Bây giờ mình đập cũng năm biết bao nhiêu kỷ niệm của mình ở đây anh em à. Bây giờ mình thay nó chị kêu ẩn cũng đẹp nữa anh em ơi. Bây giờ đi mua tốt thì lại phí tiền anh em, mà nó 20 tỷ, chua quá anh em ơi, nó quá chua. Chúng là mình sẽ phải hoặc sẽ mua gọi là tôi cái đó thôi anh em ơi, và đi cái ba mình sẽ mua thôi. Và vấn đề là mình có nên mua đi cái ba cộng 5 hay không anh em, anh em cho mình cái ý kiến nha. Nếu bây giờ là mình mua hai khứa này, mua min mua cộng không thì nói chung là khá là dư tiền nha. Ok, mình định mua cao hành cộng 5 hai mấy tỷ với anh em, xong mình bán đi cao hành kia có tiền mua tôi đi rớt cộng không thì về mình đập tôi đi rớt đi cao hành là 120 chỗ chua quá anh em, phô chua lắm. Cộng 5 mà cộng 5 có 20 tỷ anh em ơi, nói chung là cũng nhẹ nhẹ đây, bữa có xuống 19 tỷ anh em ơi. Chung là mình đã xuống rồi, anh em có cho mình ý kiến nhưng có nên mua nó cộng 5 hay không ha, là mua cộng không về đập từ từ, đập khá là chua đấy, phôi chát lắm nè, và có nên thay Valorant tốt thành Valorant cấp hay không thì nên cho mình cái đánh giá và ý kiến thật lòng nha anh em. Ok, nói chung tài chính có ba mấy tỷ đến nếu mình bán hết tất cả nha anh em. Ok, nói chung là qua clip thôi để mình vâng, vừa rồi hit đầu tiên nhưng có lửa nha, có mấy anh em hỏi là không bao giờ có lửa luôn, phải không? Ôi có lửa nha anh em. Ok, mà còn ngon không đây thôi. Boom, trời xin mời. Đất xin có chuyện khác nha em. Chuyện này nấu gì luôn hông? Da cho nó đen đâu. Hôm nay chồng quẹo pha mới gói và pha cuối sẽ là pha gọi là cộng 8 cực căng Ronaldo World Cup. Cộng 8 bên sân khách của người anh em gọi là Hiếu luôn. Hiếu người anh em gì Hiếu đó à, người anh em Hiếu. Sao đâu người anh em rất nghèo luôn anh em ơi, có kèo cắt căng nhanh gần 2000 tỷ nè. Kiểu nó khá đúng đó, ok để cuối nha. Ok và rồi, vẫn là những pha demo quay ngủ ba đủ thôi. Ok tiếp tục đây anh. Hãy vô trời lên em ơi, ok, có lửa không đây? Mày không lửa luôn nha mà. Có gì nó ngon, ui, cứ là bê nhiêu tiền 342, ba đú, ok đà bàn. Trở lại thế nào em ơi, ok, một nháy nha nè. Mày đâu có lửa không đây, lửa đi. Có lửa nha nè, bồ đi, bồ Bị diêu hy vọng không? Cam, bị diêu, ca hả, ca lỏ hả? Hai vua đô. Bị diêu đô, cái gì vậy? Không tiền đâu, mấy cụ mùa này giờ rẻ quá, mấy sinh viên quá mà. Mấy cụ thật sự quá sinh viên rồi, ok, tiếp tục đại mình. Tiếp nhỏ tới nào anh em, ê, bà trôi lửa đi bùm. Lửa, ok, bà còn ngon bồ đâu đi. Cái cờ này, ha, chỉ có đi thôi, miên rồi em ơi. Chỉ có lệ như thế rồi, gân chung vậy thôi. Mà cụ này cũng ba đấu thôi, 222 triệu cũng được, ok, tiếp tục đại mình. Trở lại nào anh em ơi, và rồi bùm lửa nữa đi mà. Ok, hợp lý nha anh em, còn ngon. Thủy điện ít thế. Là mờ hả? Ai vậy? Ồ, cụ này 115 nhiêu tiền ta? Như cụ này chạy khác lắm trời. Ui gì vậy? 98 triệu, có nhiều luôn đại mình. Tép tộc nó to anh em ơi. Vật rồi nữa không? Có lửa nữa nha. Còn ngon gì đây? Ây bông nha, bông nha có ngon. Ui, đi quay đi. Ui, ok, đợi mình tiếp anh em. Tiếp nữa thôi nào anh em ơi, ok, có lửa nữa, hợp lý. Ui, hàng.
Ai ta, Netflix hả? Ừ, Netflix. Netflix này nhiêu tiền? Nhớ cũng xịn xò lắm á. Ừ, 442 đi cũng được, anh em cũng được chứ mấy em cà chai, ok, đợi mình xuống. Sắp trả lời tôi anh em ơi, ok, mình cứ thế thôi. Khó lựa nó nha anh em, hợp lý của đời này, bò đi. Pháp mà, có hy vọng. ST Pháp, ai còn đi. Mexico, hủy, Gitman à. Xuống là cũng được, đợi mình xuống. Tiếp tục đến nên nào anh em ơi, và rồi. Ok, qua động lửa luôn, chán thật sự Diva đây, ok, đợi đi rõ đen luôn. Ok, không chơi lửa mà gia cầu thủ Diva thì vô đây thôi nha anh em, hợp lý luôn. Đừng giao một cái nguồn mùa UCL, UCL thì hãm luôn. Ok, hy vọng có lửa luôn thì đẹp này. Không lửa nha anh em, ok, đợi mình xuống. Xem nào to anh em, và rồi lửa. Ok, ôi, UAC luôn. Cái cờ gì lạ luôn vậy. Quái rồi cờ lạ quá lạ rồi, không FC luôn anh em. Chúng ta nãy giờ, mình nãy xong nãy giờ mới đường cái không pin nha anh em, mà cứ là nhiêu đâu. Nó mới đúng rồi, trong 18 nhiêu tiền, dễ mà, nhiêu vậy. Tỷ không? Trời ơi, 437 là quá, ok, tiếp tục ra bạn này. Ok, tiếp nữa anh em ơi, cứ thế thôi, nữa. Có lửa nha anh em, làm gì? Ui, tức trên phơ hàng. Trời ơi, nhiêu hàng mẹ ta. Tê này, quên luôn rồi, tốt bắt ham. Đi chơi xong ui chứ 15 rồi, chứ 17 nữa là gì hàng mới đú. Ui xin lò mới đú, cái đầu mình xu. Ok nữa nha anh em, bây giờ có lửa nữa đi nào. Ok hợp lý này. Bô, bô. Tay nữa, tay đâu ai ngon đâu anh em à. Bên gì? Hai con là bên gì thấp được cái mó. Cụ này chịu nha anh em, biết tên nha anh em, nhưng mà 17 có 17 rồi được 40 triệu cũng khá là ngon anh em. Ok đợi mình xu. Tiếp tục thôi nào anh em ơi. Ok, tiếp tục là lửa thôi. Và bầu đi nào, bầu hiểu lên. Đức à. Mấy đều lên tiếng anh em ơi, quải rồi, nó lên tiếng về điều đó, về điều gì đó nha anh em. Ok, cửa tức nhanh vừa cửa Palette cho 17 nhiêu tiền cũng ba đú nha anh em, cho 17 cái 158 triệu nãy mới ra cho 17 400 triệu rồi cũng ổn anh em. Ok, tiếp tục đợi mình xu. Thầy vô nữa nha anh em. Ok. Mở với buồn ngủ luôn anh em. Ok, còn ngon. Mấy đều đang mua làm quá ý à. Đợi bê, xin mời ý ai vậy? Cụ rồi là bích lô á. Ồ, bích lô cho 15 anh em ơi. Ui, nói chung là mùa UCL tiếp tục anh, tiếp tục đại bằng. Hãy vô trở lại từ đầu anh em mờ và lời cờ gì nữa đây. Nghe bò hiện lên. Ai đặt siêu út, ok. Hợp lý anh em ơi, 19 vậy. 19. Vãi rồi, chung 4 ơi. Ôi, phải đúng luôn, tên này đúng đỏ đại bằng. Ok, nói chung là hành trình mở gối chúng ta gần đến hồi kết rồi anh em à. Và đầu nãy chưa thấy cái gì đó gọi là siêu phẩm nha anh em. Và rồi gọi dây tay bên nhà nữa hiểu nha anh em. Đi xa bếp đi đi hay cần nữa à. Vâng hợp lý anh em, nghe cụ này cũng được thôi. Vâng tiếp tục đây mình xuống. Ok pha cuối, liệu pha cuối này có ra đường gọi là cụ của lít gì đó gọi là không cho mình sáu vui nữa anh em ơi. Và rồi bộ anh bảy không đi nào em thôi thì quá lên xin mời hết tê hồ hết tê hy vọng hồ. Ừ, chán nhờ anh em, hồi nãy gọi là CDM rồi các thứ đừng ơi này nửa tỷ chứ cũng được anh em. Siêu cái lấy sự may mắn anh em mà ok đợi mình qua sân cách thôi. Hãy vô tiếp tục đó anh em ơi. Ok mà mấy con ngày còn lon mình em gói 120 khá là đẳng cấp, gói được cũng khá là ngon anh em ơi. Và rồi hy vọng sẽ ra giao được cái gì đó rồi sản phẩm nha anh em, sân nhà chúng ta không có gì đó sản phẩm, hy vọng sân khách sẽ mang về sản phẩm cho chúng ta. Vâng và rồi hit đầu tiên thế cầu gì đây, bộ đi nào. Ui cái cờ đầu tiên trong đời thấy cái này mà má không cờ rồi á. Ui miêu miêu luôn hả. Rồi gói cho 20 miêu mà xíu đi. Lộn anh em, mình đang còn cái suy nghĩ thì mở gói cho 17 bên sân nhà này mà. Và rồi gọi là cũng nửa tỷ nó cho miêu miêu phải siêu thôi. Ok tiếp tục đại bên xíu. Mấy anh đệ bên đây bên đú quá đi mà đi xuống hoài luôn em ơi, quái ò luôn em, khá nhức đầu nha. Ok vậy thứ hai của chúng ta thì ra được cái cờ gì đó này, hy vọng anh bảy thiên linh. Ui cờ lạ nữa rồi đú nữa rồi nguyên nữa anh em ơi. Ui được 101 anh nguyên nha nè, được hổng nhiêu tiền. Ui tỷ mốt lụm để mình xuống anh em, chịu khó ngang để mình gáy một xíu nha anh em, quá quậy ồ đó luôn rồi anh em ơi, nó không nguyên nổi mà. Vâng rồi rồi hiệp thứ mấy anh em, thứ ba hay về. Ok bây giờ coi chứ bảy nữa. Trời ơi, đất mua quá à. Không có cậy đó mà ngon nha. Cậu lạ lạ, còn ba đú, cậu lõ không cái đại bằng. Phải chơi nhịp anh em ơi, nãy giờ mở lần liền ba đú quá mà. Ok, nhịp thứ hai lụm nha anh em.
quá tốc độ quá này thì không hay nè, cả phải có tâm linh nữa anh em ơi. Trời ơi, còn ngon nữa nào. Ủa thằng này với hồi luôn. Ý thằng này ngay ngon giờ chứ chắc cũng chưa lỏ quá cho thằng này nè. Không lẽ vậy. Ủa con bảy. What? Quá nhiều gấu gì vậy con bảy luôn vậy. Từ nha. Ủa cứ cho em mua nè, quái ồ mua cho em ba luôn. Bao nhiêu tiền? Ở 2 tỷ luôn nè. Mình nhớ là có cái gối bao danh có cộng mấy đi cộng 7 em ơi, nhưng mà ra mắt luôn nè quái. Lụm như tao không 7 luôn em, làm quát em 8 em coi chơi không? Ok, nói chung là để đó anh em, ok, đợi tiếp. Hay vô trở lại anh em, ok, tiếp tục thôi anh em ơi. Ok, nhịp cuối lụm như em phải chơi nhịp thôi anh em ơi. Nãy giờ nhịp khá là lụm đó, ok. Qua rồi coi vậy đấy. Hay dòng bồ. Thì tiếng Anh có hy vọng này. Các em tiếng Anh à. Casino rồi lộn 129, 121 nè. Ê. 120 mà nói 119 mình lú nữa đó, mình lên lú nữa. Ok, khứa này chung khá là nhiều tiền đấy em ơi, đừng đùa. Nhiều tiền ai? Tỷ ui, tỷ nhẹ nhẹ. Ok, tiếp tục là đam ơn. Hay rồi, tiếp tục nữa nha Nam. Ok, nhịp cuối lộn tém nha Nam. Giá cầu bồn pha đi nào. S-hand cũng được em ơi. Hầm ai cần S-hand nó có hy vọng nó lụm Messi. Còn Messi cho 19 sao lụm. Lộn nữa đi. Ok bây giờ coi đi. Chile hiểu luôn rồi. Cứ 121 em ơi, 120 gì đấy. Wow, phải đắp bắt 120, win luôn. Quá buồn nha. Ok rồi, có gì đó gọi là dưới đi không. Không có luôn nha nè. Ok, khá là bắt đấu đại mạnh nữa nha. What's up, tiếp tục nữa vô mới dịnh hay ơi. Ok, nhịp cuối đây nha Nam. Và rồi lụm anh em ơi, chắc cuối được hầm thôi, nhưng biết còn nữa thôi. Tiếng Anh nữa à, CB tiếng Anh à, cho mấy mui à, khứa này là ai với anh em chịu nha, mấy cái lọc bỏ này thua rồi, với mấy cái lọc bỏ lỏ quá mà ráp đủ châu anh em ơi, giá nó trong khỏi mình xem anh em ơi, nó trong lỏ hết, tiếp tục là đợi mình uống gì pha này mình làm quá mắc mắc luôn anh em, mắc thiều hấp nặng luôn nha anh em. Rồi rồi, đợi mình em. Sorry anh em, mình quên nhận nha anh em. Hay quên nhận. Ok, mới ra nhận lại nha anh em quá. Mà nhịp cuối mình thấy nó kỳ kỳ rồi, thấy ít gói, mình thấy là lạ rồi. Rồi cái còn ngon thôi, nhưng còn ngon. Ôi xê, ôi xê. Trời hiểu luôn rồi, cuối 21 anh em ơi, lụm rồi. Lụm cũng được. Đỡ cho 20 nè ơi, nói chung là tỷ mốt cũng xương xương đỡ xương. Hãy vô trở lại để biết dịnh nha ơi, thật sự luôn là mở gối đỏ đen giết vào thuộc lòng luôn nè em ơi. Là ra cờ gì chứ gì là biết nào luôn. Cái cờ đâu quá rồi nè em ơi, nhưng mà vẫn đen nha, chưa cứ gì đó gọi là nổ cực to cực khủng nha em. Nói chung là mở ra, nói chung là hy vọng một ngày nào đó sẽ mở giá được anh 7 nha em à. Khó quá nè em ơi, không nhờ chứ biết cái bây giờ mình chinh phục lại được anh 7 lần thứ hai. Hồi đó thì World Cup đó vui. Bây giờ là xin phun đẩy luôn nào bầu luôn đi. Còn à, hiểu luôn biết cửa nào đó anh em ơi, cửa đầu tiên luôn giờ. Hiểu luôn đó, đâu luôn đó. Chán thật em ơi. Dưới có gì đó gọi lại không đi. Thằng cám luôn đi. Cũng qua đú cửa này như vậy, cửa này trong 19 luôn. Cũng qua đú dẻ quá, ok tức là qua con hạt chính mình mở rồi đợi xuống. Hiểu cho lại anh em, ok con hạt ngang ám mình mở rồi đó nha anh em. Hy vọng như được cái gì đó lụm khá là lụm để mua phôi đập cầu thủ đi mày. Ok, lộn đó. Nếu bây giờ 120 thì mình chưa gối chơi đồ đen nha nên coi luôn nha anh em. Chào mốt cũng chơi đồ đen nha nên coi nữa. Rồi rồi, nhưng cái còn gì đó gọi là thấy FC ba đúng luôn rồi, hiểu luôn em ơi. Cái 21 vậy. Rồi áo của quái rồi, áo ai vậy cam. Ôi đùa hả? Quái rồi, 120 anh em rồi, tới 21 rồi, cái thứ 1 tỷ à. Ok, cũng đem vào đồ đen thôi em ơi. Lòng vòng, chi cho nó dài vòng anh em. Phật rồi. Ok. Cho 20 nếu bây giờ cho 21 thì chơi cho 21 luôn nha anh em. Chơi về anh em à. Con không hiểu người anh em hết mình. Thôi tất cả mọi thứ đều free mà anh em. Đâu có ngày ba chạm bị điều đỡ đâu. Một ngày nha anh em. 119 thì buồn đó. Ok. Chứ cái cờ nữa thôi anh em, cờ là đừng cờ lạ được. Trời lạ luôn rồi. Quá lạ lắm luôn. Hiểu luôn. Chị ra luôn. Cũng được anh em, cũng được. Cho mốt dễ, cho mốt bằng cho 20 mình nãy nè, quái. Được thôi, cũng đem qua đây thôi. Có về lại cho 20. Ôi, vòng lọc vĩnh cửu quá. Quái ồ luôn em ơi, vòng lọc vĩnh cửu luôn rồi.
Sử dụng cho mai đây, trong 6 không được, lụm gì đó mướn tiền cái nào. Cái mướn thì lại quá ồ quá, thì lại trên chán đời anh em. Ok, không biết nói gì luôn anh em, phải lú nha, sau đi anh em. Ok, mình coi gì đây, đừng coi lạ nha. Coi gì? Con mưa rồi, hiểu luôn. Nói ồ, một lập thời gian anh em. Cứ tỉ tôi, ôi nó còn rẻ mà nửa tỷ vậy vãi. Tính ra nãy chắc 10 tỷ là thấy con ông áp dữ, dữ lắm anh em ơi, vãi rồi, trời ơi, rẻ rồi. Hồi bữa anh kiếm cầu thủ chắc 20 mua biết con này nhiêu anh em, 1 tỷ mấy, 1 tỷ rưỡi anh em, giờ nó rẻ, giá gói này dở rẻ, bèo vô túi luôn. Cho free gói này dở quá là hàng rẻ sinh viên. Vãi thật sự anh em, đời đúng là chiêu ngươi mà. Ok, đợi mình. Hey yo, what's up trở lại anh em ơi, well, kèo cuối chúng ta anh em, kèo căng và khá là đúng ta và hồi hợp vong và sao đang người anh em hiếu rất nhiều. Không còn đi nói cái kèo này đâu. Cristiano Ronaldo một win cup cho 18.8 không thẻ 1.900 tỷ đang chờ đón anh em. 07 đã mức giá là nửa tỷ rồi, nửa ngàn tỷ rồi, thì 08 còn 2.000 tỷ và ấy ồ lên. Nếu mà lên thì sản phẩm của đời của mình không còn gì để nói. Thật sự mình thề, thật sự trong lòng, nếu mà fan này anh đẩy mày lên, ngày mai mình đập đẩy ghê, thật sự anh em coi luôn, ngày mai mình thể đập bên đó, cộng 6, thứ 7 ghê, cộng 7 và bèo cộng 7, ra mod 7, các thứ đều 7, ok. Mình nói, nếu mà giờ mình nói mình làm nha Nam, mình thật sự người Việt Nam nói là làm. Anh em nói, thôi đừng mơ, nó không anh em thật sự đang suy nghĩ, thôi mình đừng có điêu, nhưng cứ lên cái mây không đập, cũng vậy. Không nha Nam, lời thề bây giờ đề đúng nha Nam, thì chính đáng nha. Nhưng mà điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nè, nếu mà đẩy sẽ không bao giờ lên đâu. Khó lắm nè, thật sự quá không á, còn 7 đang chắc trái nhưng nghe nó muốn đặt làm kỷ niệm thì trước khi đặt, anh mày vẫn gửi lời xin lỗi cho mày trước. Vâng, bởi vì anh mày nhân phẩm không biết có gọi là chứng phục anh 7 được hay không thì vẫn đón chờ đây. Nhưng mà anh mày vẫn chắc cú tỷ lệ đi 90% rồi. Suốt gần 300 nha em, 270, 272, 275 luôn, nên quá đã nha em. Có điều chạy chỗ không biết sao, nhưng mà thôi đập thì cũng phải đập thôi, bởi vì đó là trọng trách em đã giao cho mình rồi anh em ơi. Vâng, anh Bảy ơi, hy vọng anh Bảy sẽ lên điếm cho em một lần 2.000 tỷ anh ơi, trời ơi luôn anh em ơi, chỉ biết trời ơi pha đập này thôi anh em ơi. Quá là căng luôn ơi. Có anh em nói đừng bỏ phua xanh đầu thì thôi, mình sẽ làm theo ước nguyện của anh em đi. Đây. Mình không dám ấn luôn nè, mà ấn tiếc vai gần nửa ngàn tỷ mà tự nhiên đi phá anh em, trời ơi. Cái này thằng em nó nói mới dám làm nha anh em, chứ không phải cơ tỉ lẹt anh em đập thì quái ồ quá. Còn Tam, nếu mà lên thì sẽ thành siêu phẩm, còn không lên thì phế phẩm thôi. Một ăn cạn nghĩa vị không. Pha này sẽ là pha quyết định thằng em có giàu hay không. Lên tám thằng em nó giàu to luôn, đại gia nha anh em, 2.000 tỷ nha anh em. Mỗi cái nhịp của mình là mỗi phút giây căng thẳng nha anh em, trời ơi luôn anh em ơi, chỉ biết trời ơi pha này thôi, trời ơi. Đi Son à, hãy đổi cho em pha này, em nghe anh xin điều đó luôn á. 1 2 3 4 5 6 ok, đợi mình. Hay vô trả lời nha anh em. Nãy mới đi thở một pha nha anh em, trời ơi mình tiếc quá mà. Hay nhìn tới giờ một phát đập luôn nha anh em. Pha này không dám nhìn đây, pha này úp màn hình dục cái máy luôn rồi anh em ơi. Từ từ, mình tỉnh thôi, giỡn nhẹ nhẹ. Mình biết là anh em đang nghĩ, anh em thấy là sẽ xịt rồi, biết không? Đúng không anh em? Sẽ xịt. Nhưng mình thì chưa thấy gì. Và mình rất là hồi hộp. Nó vẫn cứ như mình nghĩ thôi anh em mà. Khó quá nó mua. Khó ăn quá mà. Thôi thì để lại cũng sáu cho nghe làm kỷ niệm thôi, giờ mày đập nghe nó buồn hiu đây. Ok, bye anh em nha anh em. Nói chung là cộng 8 khó quá em ơi, cộng tác còn 2.000 tỷ thì khó nuốt lắm anh em. Ok, bye anh em, hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo. Ok, bye.
quá sớm tiếp tục trở lại nữa nha anh em. Thật sự luôn là kèo 08 đi xa anh em ơi. Và thằng em nó hồi nãy nó trong là mình hỏi ý kiến nó rồi thì nó vô nó đập luôn nha anh em, nó đập cộng 7 nhưng mà đã đi xa luôn nha anh em, lên 7 nhưng không thành. Vâng, và nghe nói anh ơi, và đập cộng 6 cho em đi, và phần này lên thì chuột lỗi thì được gì đó cho anh em nha anh em. Phá cũng mới nghe nó đi từ từ khó, anh em cũng đáp khó 2000 tỷ anh em, mà thú lắm anh em ơi, dễ ăn 7 này đâu. Ok, hy vọng fan này lên 6 thì chuột lỗi lại cho anh em. Ok, anh em nó bế lên 7 thì vẫn đi nha. Nói chung là anh mày không phải là người đen nhất, mày cũng là đen thui thì nghe mè. Ok, giờ lên 6 này để gọi lên tất cả đây nào. Ok, cộng 8 xịt, hy vọng cộng 6 lên 1, em đi cổ 2, 3, 4, 5, dớt. Nói chung là mình được hôm nay cộng 8 đây nhưng mà còn nói chung là hồi hộp thì cộng 6 bình thường quá. Cũng 8 xịt mà cũng 6 lên em à. Khó hiểu quá mà đúng vậy đâu có hiểu. Cũng 6 à, tỷ lệ 30%, cộng 8 bao nhiêu phần trăm đó, chỉ là cộng 8 tỷ lệ chỉ là con số mà. Nói chung là khó, cộng 8 khó nè. Chung là anh này chứ không lên được cộng 6 rồi. Ok, để nghe nó đập 7 nữa tiếp nha. Nếu nghe nó đập 7 lên được thì chúng ta vẫn có cộng 8 tiếp. Ok, cho đa người niêm hiếu rất nhiều luôn. Ok, còn 7 niềm của anh em. Ok, để đó đi. Bây giờ chúng ta đập 6 chứ nó không nên đập 7 nên mình sẽ đi ấy. Ok, để ngày mai chúng ta đập tiếp. Ok, nói chung là để cho người anh em hiểu đi. Ok, bye anh em nha.